văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Châu, Cáp Quang Tuyến, giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai. Sau đây là thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Long. Chúng tôi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Long xây dựng kế hoạch, vận động và ra lời kêu gọi đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Các công ty phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thanh Long thông báo cho toàn thể công bà lãnh đạo các thôn cùng toàn thể nhân dân biết để thực hiện hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra. Chương trình của Đài Truyền thanh xã Thanh Long đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn.